Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Không biết là bây giờ thì chúng mình đã có thể có mặt ở đây chưa? Thế nhưng mà điều đầu tiên thì chúc mừng tất cả các bạn 2K6. Chúc mừng vì các em đã hoàn thành môn thi đầu tiên ở trong hành trình chinh phục kỳ thi tốt nghiệp. Và chị tin rằng là buổi sáng ngày hôm nay thì cũng đã là một cái buổi sáng mà các bạn cảm thấy khá là thoải mái với đề mà chúng ta có, đúng không ạ? Hy vọng rằng là bản thân các bạn sẽ có thể cảm thấy yên tâm đối với đề thi mà chúng mình vừa làm. Hy vọng là như vậy, được không nào? Không biết là các bạn làm bài thi thế nào? Có đang bị hơi ấy không ạ? Ok. Các bạn ơi, không biết là các bạn làm đề ngày hôm nay như thế nào ạ? Chúc mừng các em nha. Trước tiên chắc chắn là phải chúc mừng cái đã. Chúc mừng vì các em đã hoàn thành rất là ngoạn mục bài thi đầu tiên. Và đây cũng chính là cái môn tự luận duy nhất của chúng ta, đúng không ạ? Rất hy vọng là các bạn đều đã có thể làm tốt. Và đương nhiên thì đây sẽ chỉ là một vài cái định hướng đối với đề mà chúng ta đã xử lý trong buổi sáng ngày hôm nay thôi. Nên là rất hy vọng là các bạn có thể có mặt ở đây để chúng ta lắng nghe một vài điều chia sẻ về đề ngày hôm nay, ok chưa ạ? Rồi các bạn ơi, nếu như mà các bạn đã sẵn sàng thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với chia sẻ về đề bài ngày hôm nay nha. Nếu như mà để đưa ra cái nhận xét về đề bài ngày hôm nay thì chị thấy rằng là về cơ bản thì đây là một cái đề gì ạ? Về cơ bản thì đây là một cái đề khá là vừa sức đối với các em. Thật ra thì chị thấy một trong những cái điều mà các bạn gọi là than nhiều nhất, một trong những cái điều mà các em than nhiều nhất ấy, không phải là việc là đề khó, thậm chí là các em còn nói rằng là các em trúng tủ cơ mà. Cái vấn đề ở đây đó chính là đề đối với các bạn thì các bạn cảm thấy là bị dài. Nhưng mà như các bạn thấy được rằng là về cơ bản thì đương nhiên là phải có một cái gì đấy thách thức chúng ta, đúng không ạ? Đề không phải là một cái đề khó thì có thể là sẽ thách thức chúng ta ở việc là dung lượng của đề sẽ dài hơn. Nên bây giờ bắt buộc là sẽ phải đòi hỏi ở chính các bạn, đó là cái việc linh hoạt, liệu cơm gắp mắm để làm sao trong một cái khoảng thời gian như vậy chúng ta có thể viết được một cái bài phân tích về 18 câu trong trích đoạn Việt Bắc, trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Còn về yêu cầu nâng cao thì không có gì cả, đúng không ạ? Yêu cầu nâng cao thì không có gì hết. Nên là các bạn sẽ chú ý giúp chị một điều là về cơ bản thì đề không phải là đề khó, mà chỉ có chăng là cái phần ngữ liệu chúng ta có đối với câu nghị luận văn học nó hơi dài một chút thì đương nhiên sẽ cần phải có sự linh hoạt của các em thôi, đúng không nào? Nên là chị thì chị cho rằng là điều đầu tiên hãy cứ chúc mừng nhau cái đã. Chúc mừng nhau bởi vì là các bạn đã có thể hoàn thành môn thi đầu tiên một cách rất là tốt. Và bây giờ sẽ là một vài cái định hướng để các bạn sẽ chú ý nhá. Trước tiên chúng ta sẽ có phần đọc hiểu. Về cấu trúc thì vẫn bám rất là sát cấu trúc của đề minh họa, tức là bao gồm có hai phần, đó là phần đọc hiểu và đó là phần làm văn. Thì ở trong phần đọc hiểu này chúng ta có một cái ngữ liệu là văn xuôi. Khi mà các bạn tâm sự thì các bạn luôn nói rằng là em rất là sợ ngữ liệu vào thơ. Thì đây, các em đã có đề ngữ liệu văn xuôi rồi đây, còn gì nữa, đúng ý các em còn gì nữa, đúng không? Thế xong đến câu nghị luận văn học các bạn bảo là em rất sợ vào sông Đà. Thì đây, vào thơ, vào trích đoạn đất nước là bài mà các em thích rồi còn gì nữa, đúng không ạ? Nên là các em phải cảm thấy rất là may mắn vì chúng ta có một cái đề vừa sức. Và đặc biệt là đối với cái câu nghị luận xã hội thì cũng là một cái câu mà rất là sát sườn với chúng ta rồi. Nó không phải là một cái vấn đề gì đấy nó quá khó, mà là một vấn đề rất là gần với chúng ta rồi, đúng không ạ? Nên là chị hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy là hài lòng với bài viết ngày hôm nay của chúng mình nhá. Không đủ thời gian là thế nên mới nói rằng là cái khó ở đây là các bạn cần phải linh hoạt. Cái khó ở đây là các bạn phải biết được rằng là mình sẽ viết những cái gì, mình sẽ không viết những cái gì để tạo nên một cái bài viết tốt mà trong cái khoảng thời gian mà mình có thôi, ok chưa ạ? Nha. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Bây giờ thì chúng mình sẽ có ở đây ạ. Bây giờ chúng ta sẽ có ở đây. Đầu tiên này, chúng ta sẽ có trích đoạn này. Tôi từng đứng trước dòng sông và nhìn nước chảy.
chảy trong ban mai, chảy trong hoàng hôn và chảy trong bóng tối. Và tôi nghĩ về lịch sử của sự sáng tạo. Lịch sử của sáng tạo nghệ thuật trên thế giới này, thế gian này, giống như sự chảy của dòng sông, không bao giờ ngưng nghỉ. Thế hệ nước này tiếp thế hệ nước trước đó, để tạo ra vẻ đẹp huy hoàng của những dòng sông. Cũng như thế hệ nghệ sĩ này tiếp thế hệ nghệ sĩ khác tạo nên lịch sử nghệ thuật của nhân loại. Các thế hệ nghệ sĩ luôn mang lại một sức sống mới cho nghệ thuật. Họ tiếp nhận sự truyền cảm của thế hệ trước. Nếu không có những thế hệ trước, nếu không có những thế hệ nghệ sĩ trước đó, thì các nghệ sĩ của thế hệ tiếp theo sẽ không có nguồn lực để sáng tạo và khai phá. Nhưng nếu không có những nghệ sĩ thể hiện tiếp theo, thì nghệ thuật sẽ bắt đầu rơi vào bất động và đi tới hủy diệt. Tất cả giống như nước chuyển động trong một dòng sông. Sự mới mẻ trong nhịp chảy của nước chính là sự sống của dòng sông. Việc các nghệ sĩ thế hệ tiếp theo chỉ sao chép nghệ thuật của các nghệ sĩ đi trước chính là sự ngưng chảy của con sông nghệ thuật, và đấy là cái chết. Đừng bao giờ tách rời con nước hôm qua với con nước hôm nay. Đừng tách rời các thế hệ nước ra khỏi con sông, cũng như đừng tách rời thế hệ nghệ sĩ ra khỏi dòng chảy của nghệ thuật. Đại dương mênh mông không phải là một khối bất động, nó chứa đựng những giọt nước trong sự thống nhất thẳm sâu và cao cả của nó. Nếu tách rời những giọt nước ra khỏi sự thống nhất của đại dương, thì chúng ta chỉ nhìn thấy những giọt nước bé nhỏ, đơn độc và dần dần biến mất. Khi tôi chạm tay vào con sông, tôi thấy sự tinh khiết và sức chảy của nước. Trong sự tinh khiết và sức chảy của nước hôm nay, chứa đựng sự tinh khiết và sức chảy của nước từ ngàn năm trước. Các bạn ơi, chúng ta sẽ chú ý này. Theo đoạn trích, điều gì tạo nên lịch sử nghệ thuật của nhân loại? À, được không ạ? Điều gì tạo nên lịch sử nghệ thuật của nhân loại? Về bản chất thì các bạn sẽ thấy rằng đây là một cái câu tìm ngữ liệu trong văn bản. Đúng không ạ? Như các bạn sẽ thấy á, thì ở đây chúng mình sẽ có một cái đề bài. Chúng ta sẽ có một cái câu dạng câu hỏi nhận biết. Và dạng câu hỏi nhận biết đó chính là gì? Đây là dạng câu hỏi tìm ngữ liệu trong văn bản. Câu đầu tiên này chúng ta sẽ xem điều tạo nên lịch sử của nghệ thuật nhân loại đó là gì đây ạ? Đó chính là thế hệ nghệ sĩ này tiếp thế hệ nghệ sĩ khác tạo nên lịch sử của nhân loại, hay còn gọi là sự tiếp nối của thế hệ, đúng không? Thường nhá, nếu như mà soi vào trong đề minh họa, thật ra thì bản chất là mình cũng chưa biết được là đề được gì ạ. Chúng ta cũng chưa biết được là ở trong cái cấu trúc barem điểm thì sẽ cho câu này bao nhiêu, bởi vì có thể là 0.5, 0.75. Thế nhưng mà các bạn sẽ chú ý giúp chị, đó chính là đối với đề minh họa thì là câu này sẽ được 0.75 điểm này. Còn đương nhiên là chúng ta vẫn sẽ đợi đáp án chính thức của bộ nhá. Nha, chúng ta vẫn sẽ đợi đáp án chính thức của bộ. Ok không ạ? Chúng ta vẫn sẽ đợi đáp án chính thức của bộ. Nhưng nếu như theo cấu trúc của đề minh họa thì hai cái câu này sẽ là hai cái câu mà được 0.75, 0.75, 1 và 0.5. Đấy là theo cấu trúc của đề minh họa nha. Còn lại là chúng ta vẫn phải chờ đề của bộ, được chưa nào? Tiếp tục nhá. Câu số 2 của chúng ta ở đây đó chính là: trong đoạn trích, nếu không có những thế hệ nghệ sĩ trước đó thì các nghệ sĩ của thế hệ tiếp sau sẽ như thế nào? À, các bạn ơi, sẽ như thế nào nhở? Trời ơi, cái câu này nó còn dễ hơn. Đúng không ạ? Đây ạ. Thấy không? Bản chất là các bạn ơi, rất là dễ ạ. Vẫn là dạng câu hỏi nhận biết. Ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có hai câu hỏi nhận biết. Và đây là hai cái câu hỏi đều là đi tìm ngữ liệu trong văn bản. Và chị đã từng nói với các bạn rồi, đó chính là đối với cái câu hỏi nhận biết này, với cái kiểu ra đề ở thời điểm hiện tại, thì rất có thể là sẽ không có những cái câu hỏi về gì? Sẽ không có những cái câu hỏi về biện pháp tu từ, thao tác lập luận, phong cách ngôn ngữ, vân vân đâu. Đúng không ạ? Thể thơ đâu. Mà chúng ta sẽ thường thậm chí là có hai câu. Đó, chúng ta sẽ có hẳn hai câu về gì đây ạ? Về tìm ngữ liệu trong văn bản luôn. Thế thì câu này quá đơn giản, đúng không ạ? Sẽ không có nguồn lực để khai phá, đúng không? Thì gì ạ? Trong đoạn trích thì
Nếu không có những thế hệ nghệ sĩ trước đó, thì các nghệ sĩ của thế hệ tiếp theo sẽ không có nguồn lực để khai phá. Xong. Ok chưa ạ? Rất là đơn giản. Đúng không nào? Rất là đơn giản. Đấy, nên là các em sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Tiếp theo này, câu số 3. Câu số 3 của chúng ta ở đây đó chính là việc liên tưởng dòng chảy với lịch sử sáng tạo nghệ thuật. Việc liên tưởng dòng chảy của con sông với lịch sử sáng tạo nghệ thuật trong đoạn trích có tác dụng gì? À, được không ạ? Thì ở đây các bạn sẽ thấy là thường nha, là chúng ta sẽ đi vào hai cái tác dụng. Đầu tiên là tác dụng về mặt nội dung và thứ hai là tác dụng về mặt nghệ thuật. Được không ạ? Thì ở đây đối với tác dụng về mặt nội dung, thì chúng ta có thể thấy được rằng là gì nhỉ? Chúng ta có thể thấy được rằng là về khiến cho người đọc có thể dễ dàng hình dung về sự phát triển của nghệ thuật cũng như dòng chảy của con sông. Đó là một cái sự phát triển liên tục. Đúng không ạ? Đó là một cái sự phát triển liên tục. Đúng không nào? Và chúng ta thấy được rằng là gì nhỉ? Và đó là một cái dòng chảy không ngừng nối tiếp, chảy trôi từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đồng thời, lịch sử sáng tạo nghệ thuật đó là sự phát triển theo chiều hướng đi lên, luôn không ngừng sáng tạo và đổi mới về mặt nội dung. Được không ạ? Ok chưa nào? Và đó cũng là thể hiện cái sự trân trọng của tác giả đối với lịch sử và lịch sử sáng tạo nghệ thuật. Được không ạ? Và về nghệ thuật thì khiến cho câu văn tăng cái tính gợi hình, gợi cảm, đúng không? Gợi hình, gợi cảm cho câu văn. Và đây sẽ là một cái diễn đạt hấp dẫn hơn, ấn tượng hơn ở trong cái văn bản này. Đấy, thì về cơ bản là các bạn sẽ nêu được hai cái đấy giúp cho chị nhá. Được không ạ? Về nội dung và về nghệ thuật. Được chưa ạ? Ok chưa nào? Các bạn ơi, các bạn có làm được không ạ? Các bạn có làm đúng không ạ? Chị thấy là ở đây là đại đa các bạn đều đang rất là hoang mang với bài đọc hiểu này. Nhưng mà về cơ bản thì chị thấy là bài đọc hiểu này không khó đến cái mức mà khiến cho chúng ta hoang mang đến như vậy đâu ạ. Được không nào? Ok chưa ạ? Rồi, thì ở đây đấy sẽ là câu số 3. Và câu số 4 đó là từ suy ngẫm của tác giả. Cái này thì giống y hệt như đề minh họa luôn. Không biết là các bạn đã đâu, giống đề năm trước chứ. Đúng không ạ? Giống đề năm trước hay giống đề minh họa nhở? Mà có một cái câu là ai cũng phải đi qua cơn dông của riêng mình ấy, rút ra bài học gì về lối sống cho bản thân ấy. Thì bây giờ là các bạn phải làm rõ cái suy ngẫm đấy trước. Đúng không? Các em sẽ phải giải thích được cái suy ngẫm đấy trước. Phải không ạ? Và từ cái suy ngẫm đấy thì chúng ta mới nêu ra được. Đó. Từ cái suy ngẫm đấy thì các em mới nêu ra. Từ cái suy ngẫm đó thì các bạn mới nêu ra cái bài học. Đây là cái cấu trúc đề giống y hệt rồi. Được không nào? Nếu như các em để ý một tí đến đề minh họa là các em sẽ làm được. Đấy, chỉ có điều là có thể là các bạn thậm chí là các em không có để ý tới cái đề minh họa này. Nên là thành ra là các bạn thường sẽ bỏ quên mất cái ý là giải thích cái suy ngẫm của tác giả ở đây là gì. Mà các em sẽ thường là rút ra một cái thông điệp luôn. Nhưng mà như thế không đúng nhỉ? Chắc chắn luôn là ở trong đề sẽ yêu cầu các bạn làm rõ là cái suy ngẫm của tác giả là thể hiện cho điều gì. Và từ đấy mới rút ra bài học về lẽ sống cho bản thân. Đấy, ok chưa nào? Đây chỉ là cái định hướng làm đề cho các bạn thôi. Còn về cơ bản thì chúng ta vẫn sẽ đợi cái đáp án chính thức nhá. Được không ạ? Chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ đợi đáp án chính thức của Bộ Giáo dục. Ok chưa nào? Thì ở đây các bạn sẽ thấy này, cái câu số 4 này, suy ngẫm của tác giả. Nếu tách rời từng giọt nước khỏi sự thống nhất của đại dương, thì chúng ta nhìn thấy những giọt nước nhỏ bé đơn độc và dần dần biến mất. À, thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta có thể rút ra từ cái suy ngẫm này. Ở đây chúng ta sẽ có những cái hình ảnh được đề cập tới, đúng không? Đó chính là giọt nước là cá nhân, muốn nói đến cái sự đơn độc. Đúng không ạ? Còn đại dương là tập thể. Là gì nhở? Là muốn nói tới cái sự rộng lớn, cái sự bao la. Đúng không? Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng
chúng ta có thể rút ra hoặc là nhắc nhớ tới thái độ sống cần phải hòa hợp với mọi người, đúng không? Hoặc là sẽ nói về gì ạ? Sẽ nói về việc đó là khi mà con người tách mình ra khỏi cá nhân, tách mình ra khỏi cộng đồng, thì có thể là cuộc sống của con người, thì cuộc sống của con người sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, đúng không ạ? Thế nên là từ đó chúng ta rút ra được bài học, đó là tầm quan trọng của thái độ sống hòa hợp trong cuộc sống, đúng không ạ? Sau đấy chúng ta sẽ đi vào một cái phần giải thích ngắn gọn là ok thôi. Nên là về cơ bản là chúng mình sẽ có 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta rút ra cái suy ngẫm của tác giả là gì. Thứ hai, chúng ta sẽ rút ra về cái gì ạ? Rút ra về cái lối sống cho bản thân, bài học về lối sống. Và cái thứ ba, đó là chúng ta sẽ giải thích vì sao chúng ta lại lựa chọn cái bài học đó. Thì sẽ là ba ý giống như là cái câu yêu cầu nâng cao chúng ta làm thôi. Đúng không ạ? Đây là, chị xin lỗi, là cái câu mà vận dụng cao chúng ta làm thôi. Thì đây là dạng câu hỏi vận dụng cao mà. Và cái này là giống y hệt trong đề minh họa, y hệt như cái cấu trúc trong đề minh họa. Đó là gì ạ? Từ cái việc mà, từ cái suy ngẫm của tác giả là ai cũng phải đi qua cơn dông của riêng mình ấy, từ đó rút ra cái bài học về lối sống cho bản thân đấy, y hệt mà. Nếu mà các em đã làm đề đấy rồi, đã xem rồi, đã được chữa rồi thì kiểu gì các bạn cũng phải làm được. Nói luôn là như vậy. Được không ạ? Kiểu gì các em cũng phải làm được. Vì nó giống mà, cái cấu trúc nó hoàn toàn giống luôn. Được không ạ? Còn nếu như các em mà chưa có xem cái đề đấy mà để rồi các em làm thiếu một cái ý nào, thì chị nghĩ rằng là các bạn nên tự trách mình thôi, chứ cũng không trách ai được bây giờ cả. Bởi vì sao? Bộ giáo dục đã cho chúng ta cái gì ạ? Bộ giáo dục đã cho chúng ta cái đề minh họa rồi. Tại sao các em lại không xem? Tại sao các bạn lại không bám sát vào? Được không ạ? Cần phải biết hòa nhập với cộng đồng, được. Chỉ là cái cách diễn đạt khác nhau thôi mà. Được không nào? Nên là như chị nói là đây chỉ là một cái hướng triển khai. Có thể là các bạn sẽ rút ra những cái rút ra bài học khác về lối sống, nhưng miễn là nó hợp lý và phù hợp với suy ngẫm của tác giả là ok thôi. Được không ạ? Chú ý nhá, đọc hiểu không khó đâu ạ. Chị đánh giá là đọc hiểu không khó đến mức để các bạn phải gọi là than ngắn thở dài đâu. Cái điều quan trọng là các em thực sự, cái điều quan trọng nhất đó là các bạn đã luyện tập đủ nhiều. Được chứ, em rút ra lối sống khác được, miễn là phù hợp. Miễn là phù hợp. Ok không ạ? Rồi, nha. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có đến với phần làm văn. Phần này sẽ chiếm 7 điểm. Chữa nhanh để cho các bạn còn chuẩn bị nghỉ ngơi ăn uống rồi thi môn tiếp theo. Ở đây phần làm văn chúng ta có đó chính là viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa của việc tôn trọng cá tính. Ôi trời ơi, chị phải nói thật chứ, đề này là một cái đề mà chị cho rằng là rất là phù hợp với các bạn luôn đấy, rất là phù hợp với các em luôn. Không hề khó một tí nào. Chị đã rất lo lắng về câu nghị luận xã hội bởi vì sợ rằng là người ta sẽ ra những cái vấn đề thách thức. Nhưng rất là may mắn bởi vì đây là một cái đề rất là phù hợp với các em. Đúng không ạ? Chúng ta thấy được khía cạnh ở đây là ý nghĩa. Vấn đề ở đây là tôn trọng cá tính. Vậy thì khi mở đoạn các em phải nêu ra được cả cụm này vào trong bài viết của mình. Ok chưa ạ? Các em phải nêu được ra cả cái cụm này vào trong phần bài viết của mình. Có một cái điều rất là hay, đó là trong cái tiến trình mà đồng hành cùng với các bạn. Mặc dù là chị làm gọi là một cái đề giống y hệt như thế, nhưng chị đã từng chữa cho các bạn một cái đề, đó là viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa của sự khác biệt trong cuộc sống. Được không ạ? Ý nghĩa của sự khác biệt trong cuộc sống. Và cái đề này nó gần tương đương. Được không nào? Đề này nó gần tương đương. Nên là nếu như các em mà chăm chỉ, mà các em xem livestream của chị thường xuyên, thậm chí là năm nay là hai cái đoạn ở trong cái đề bài này này, là mình chia ra thành hai đoạn là 9 câu thơ đầu và 9 câu thơ tiếp, thì thậm chí là hai cái đoạn này là các bạn ở trong lớp của chị Hiên là đã làm rồi, đúng hai đoạn này luôn. Và cái gì ạ? Nhận xét về cái cảm xúc nồng nàn và suy tư này cũng được làm rồi luôn. Được không ạ? Nên là thành ra là cái điều quan trọng nhất là thực sự là các bạn có chú tâm trong cái quá trình các bạn được học và ôn tập không ấy. Đó.
Vấn đề là các bạn có thực sự chú tâm trong quá trình ôn tập hay không thôi. Chứ còn nếu mà để nói rằng là chúng ta đã thực sự có một cái năm học hiệu quả đồng hành cùng với nhau thì các em xử lý cái đề này rất là đơn giản. Trong khả năng luôn. Trong khả năng các bạn có thể làm luôn. Được không ạ? Đúng rồi ạ. Đề trong khóa VIP là đúng là 18 câu này và các bạn cũng đã được giải thích về cái giọng thơ trữ tình chính luận. Và nhớ, bạn nào hôm qua có xem livestream của chị không? Tối hôm qua chị livestream và chị có nhấn mạnh với các bạn một điều. Đó là trữ tình chính luận khác với trữ tình chính trị. Và chị còn giải thích cho các bạn trữ tình chính luận, giải thích cho các bạn cái sự đan cài giữa cảm xúc nồng nàn suy tư sâu lắng là cái giọng thơ riêng biệt của Nguyễn Khoa Điềm cơ. Nên là thành ra là không biết là chúng ta có để ý hay không, nhưng mà vấn đề là chị nghĩ là đề nói chung là dài, là các bạn cảm thấy dài thôi. Còn về cơ bản, nếu như chúng ta biết cân đối thời gian, chúng ta biết liệu cơm gắp mắm, thì không có lý do gì các em không hoàn thành tốt được phần bài này. Ok chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Về phổ điểm của phần đọc hiểu á, thì như chị nói là nếu như bám sát cấu trúc của đề minh họa ấy, thì đây sẽ được 0.75 này. Câu này được 0.75 nữa này. Câu này được 1.0 này. Và câu này sẽ được 0.5 này. Đây là chị soi vào trong đề minh họa nha. Còn lại là mình chưa có biết nhá. Còn lại là mình sẽ cần phải đợi. Mình sẽ cần phải đợi đáp án chính thức của Bộ Giáo dục thì mới biết được là phần nào được bao nhiêu điểm. Thế nhưng mà đây sẽ là như thế này. Ok chưa ạ? Đấy là đối với đề minh họa soi vào. Đề không phải, đề minh họa thì không có đáp án chính thức của Bộ, nhưng mà là đề năm trước. Đề năm trước là phổ điểm như vậy. Và đề năm trước nữa thì cái phổ điểm của phần đọc hiểu cũng là như vậy. Đấy, thế nên là các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái đề, đó là ý nghĩa của việc tôn trọng cá tính. Được không ạ? Ok chưa nào? Thì ở đây chúng ta sẽ có phần mở đoạn, chị không nói nữa. Phần này rất đơn giản, nhưng cái quan trọng nhất là các em phải nêu ra được cái cụm này. Đó là ý nghĩa của việc tôn trọng cá tính. Bởi vì sao? Có rất là nhiều bạn thì lại chỉ dừng lại ở việc là việc tôn trọng cá tính thôi, chứ không nêu ra ý nghĩa. Nhưng mà như chị đã nói thì cái quan trọng là bây giờ cái đề nghị luận gì ạ? Cái đề chúng ta có ở đây là cái đề nghị luận xã hội, là hỏi về một khía cạnh của vấn đề mà. Đúng không ạ? Là một khía cạnh của vấn đề. Thì các em phải nêu ra được cái khía cạnh đấy chứ. Phải không ạ? Thì nên là cái cụm mà các em cần phải xuất hiện được ở trong mở đoạn phải là cái vấn đề này. Để chúng ta nêu ra được chính xác về cái vấn đề mà chúng ta sẽ đi bàn luận. Ok chưa ạ? Sau đấy chúng ta sẽ giải thích. Có nhiều bạn sẽ giải thích cái cụm là cá tính là gì, sau đó mới dẫn đến tôn trọng cá tính là gì. Còn chị thì cho rằng chúng ta nên giải thích luôn từ cụm tôn trọng cá tính là gì. Còn các em có thể là các em giải thích theo hướng cá tính là gì vẫn đúng nhá. Vẫn có thể được điểm nhá. Nhưng mà chị cho rằng là cái vấn đề đang được đề cập ở đây không phải là nói về cá tính, mà là nói về sự gì ạ? Tôn trọng cá tính. Được không nào? Thì chúng ta có thể giải thích rất là ngắn gọn, bởi vì chị cũng đã nói trước với các bạn là phần này sẽ làm rất ngắn gọn. Đó là gì ạ? Tôn trọng cá tính được hiểu là những cái hành xử đúng mực, là việc chúng ta gì ạ? Coi trọng cái tính cách riêng biệt, cái sự khác biệt vốn có của người khác. Thế thôi, rất là đơn giản. Có gì đâu mà chúng ta phải nặng nề quá nhở? Có gì đâu mà phải áp lực thế, đúng không ạ? Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành phân tích bàn luận. Thì ở trong phân tích bàn luận này, các bạn sẽ đưa ra được đó chính là cái quan điểm của các em, đúng không? Đó là việc tôn trọng cá tính của người khác đóng vai trò hay mang ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống. Đưa ra ấy thôi, đưa ra quan điểm thôi, đối với tôi là như vậy. Đúng không nào? Sau đó bắt đầu thì mình sẽ bắt đầu lập luận, sử dụng các cái lý lẽ để bảo vệ cho quan điểm mà mình đưa ra ở đây. Thứ nhất, mình sẽ xét là cái tác động đối với cá nhân trước. Đúng không? Thì đối với cá nhân, chúng ta sẽ thấy là đối với người được tôn trọng thì sao? Và đối với cái người thể hiện sự tôn trọng thì sao? Bởi vì rõ ràng là khi chúng ta tôn trọng cá tính cá nhân của một người, thì cái người mà họ mang cái cá tính cá nhân đấy, họ cũng sẽ có những cái giá trị, họ cũng sẽ có những cái ý nghĩa riêng đối với họ. Và đối với cái người mà chúng ta sẵn sàng bày tỏ cái sự tôn trọng cá tính đối với người khác,
thì bản thân chúng ta cũng sẽ có đạt được những cái giá trị, cũng sẽ đạt được những ý nghĩa riêng. Đúng chưa? Về cái hướng tư duy, tranh, nghị luận xã hội chị đã nói với các em rồi. Nhưng mà như chị nói là đây chỉ là một hướng thôi, đây chỉ là một cách thôi nhá. Còn lại là các em có thể làm và triển khai rất là nhiều cách khác nhau. Điều quan trọng nhất là gì? Điều quan trọng nhất là các bạn tạo nên được một cái bài viết thuyết phục. Đấy là điều quan trọng nhất ạ. Quan trọng nhất là các bạn gì ạ? Là các bạn tạo ra được một bài viết thuyết phục. Nhớ điều đó. Còn không có nghĩa là các em phải đưa ra tất cả những cái ý này nha. Không có nghĩa là các bạn phải đưa ra tất cả những cái ý này. Bởi vì là sao ạ? Mỗi chúng ta lại có một cái bản sắc riêng. Chúng ta viết văn theo một cách riêng. Và đấy cũng là cách chúng ta đang được tôn trọng. Việc chúng ta đang được tôn trọng với cái cá tính, với cái gì ạ? Với cái khả năng viết văn của từng bạn, đúng không? Thì ở đây ví dụ, người được tôn trọng sẽ cảm thấy thoải mái, tự tin. Họ sẽ dũng cảm để sống thật với chính bản thân mình, đúng không ạ? Đó, và ngược lại, khi mà chúng ta là người có ý thức tôn trọng cái cá tính cá nhân của người khác, thì chúng ta sẽ có thể rèn luyện được cái sự lắng nghe, thấu hiểu và có lòng bao dung với mọi người, đúng không ạ? Tiếp theo này, tôn trọng cá tính sẽ tạo nên một cộng đồng công bằng và bình đẳng. Và điều này sẽ giúp cho mọi người cảm thấy không bị phân biệt về sở thích, quan điểm. Tôn trọng cá tính của người khác sẽ giúp chúng ta thiết lập được những mối quan hệ tích cực, đúng không ạ? Và đương nhiên, cái mối quan hệ tích cực ấy sẽ là gì ạ? Sẽ là một cái nền tảng để chúng ta có thể kết nối với nhau được nhiều hơn, dễ dàng chia sẻ, đồng cảm, động viên, đúng không nào? Và từ đấy thì các bạn có thể thấy rằng chúng ta sẽ góp phần tạo nên một xã hội văn minh và phát triển hơn. Bởi vì rõ ràng chúng ta thấy được rằng là gì nhỉ? Một xã hội mà có được ở đây là cái sự tôn trọng lẫn nhau, thì chúng ta có thể thấy được rằng là đó sẽ là một xã hội văn minh và mọi người cũng sẽ hạnh phúc hơn khi mà sống trong một xã hội như vậy, đúng không ạ? Thì sau đấy thì các bạn sẽ có thể là lấy một cái dẫn chứng phù hợp. Không biết là các em đã lấy dẫn chứng gì thế ạ? Không biết là các bạn đã lấy dẫn chứng gì thế? Chúng mình đã lấy dẫn chứng gì thế ạ? À, thật ra thì chị thấy đối với cái đề bài này các bạn lấy dẫn chứng rất là dễ nha. Bởi vì suy cho cùng thì mỗi người đều sẽ có một cái cá tính riêng. Mỗi người đều có một khả năng riêng, sở thích riêng và đam mê riêng. Điều quan trọng nhất là gì ạ? Điều quan trọng nhất là họ đã dám theo đuổi cái cá tính đó của mình và họ nhận được cái sự tôn trọng, sự khác biệt đấy. Tôn trọng về cái cá tính đấy. Và chính nhờ vào cái việc mà được tôn trọng về cá tính đó, họ đã tự tin hơn và đạt được thành công như thế nào. Thì các em có thể lựa chọn những cái dẫn chứng phù hợp. Ở đây chị có thấy là các bạn đưa ra về Hoa hậu Hương Giang, chị nghĩ cũng khá là hợp lý cho đề bài này để các bạn có thể đưa vào. Được ạ, chị thấy các em đưa ra được rất là nhiều những dẫn chứng hay ở đây. Chị thấy các bạn đưa ra được rất là nhiều những dẫn chứng hay ở đây. Được không nào? Ok không ạ? Rồi. Được không nào? Em đọc cá tính ra giới tính. Em viết giới tính có được không cô? Trời ơi. Trời ơi, cái gì đấy? Sao lại đọc cá tính lại thành giới tính? Ôi trời ơi, em ơi, nó là hai cái khác nhau luôn đi. Mà bây giờ lại vẫn còn hỏi là có được không ạ? Sao lại thế ạ? Sao lại có thể đọc nhầm lẫn như thế được ạ? Rõ ràng là đề bài người ta hỏi là tôn trọng cá tính mà. Tại sao lại thành tôn trọng giới tính ạ? Trời ơi, các em ơi, không được đâu ạ. Không, không, kiểu này không ổn đâu. Được không nào? Rồi Hoa hậu HNE, được này, được ạ. Các bạn có thể lấy này. Chị thấy là chủ yếu ở đây là các bạn là rất là quan tâm tới gì ạ? Rồi, bây giờ em biết nhầm. Trời ơi, em biết như thế là xác định là rõ ràng là người ta nhìn vào là người ta sẽ thấy là em đang bị lạc đề luôn đấy. Được không ạ? Rồi, lạc đề luôn đấy ạ. Trời ơi. Rồi, lấy người... Đúng rồi, chúng ta không nên lấy ví dụ bạn học của mình hay gì đâu. Bởi vì như chị đã nói là sẽ có một số những cái tiêu chí về dẫn chứng. Chẳng hạn như đó phải là những cái dẫn chứng đúng này. Nó là những cái dẫn chứng đắt này, tiêu biểu này. Đúng không? Và đương nhiên nó phải là những cái dẫn chứng phù hợp. Nếu như nó là những cái dẫn chứng mới thì cũng sẽ rất là tốt. Đấy, thế nên là ở đây là chị thấy là các bạn cũng đã lấy được dẫn chứng để đưa vào trong phần bài viết của mình. Để làm cho phần bài viết của mình trở nên thuyết phục hơn rồi.
Sau đấy thì chúng ta sẽ liên hệ bản thân. Thì bao giờ cũng vậy, trong cái phần liên hệ bản thân này, chị luôn nói với các bạn là chúng ta sẽ cần phải nhìn lại chính mình, soi mình vào trong cái đó. Tức là bản thân các em thấy là mình có một cái cá tính gì đặc biệt không? Đúng không ạ? Mình có cá tính gì không? Và mình có nhận được cái sự tôn trọng cá tính đó không? Ví dụ như là gì ạ? Nhìn lại bản thân mình, tôi luôn cảm thấy may mắn vì đối với cái niềm yêu thích hội họa của tôi hay là cái gì đấy, thì bố mẹ và những người xung quanh rất tôn trọng và cổ vũ động viên cho cái sở thích, cho cái đam mê riêng biệt đó của tôi. Đúng không? Và sau đấy chúng ta sẽ nói về những cái hành động cụ thể, cái sự thay đổi trong suy nghĩ, thái độ và hành động. Và tôi nhận ra rằng là mình sẽ cần phải luôn tôn trọng, đúng không ạ? Luôn chọn cách lắng nghe, thấu hiểu cho cá tính của người khác, và cũng đồng thời sẽ phát huy những cái cá tính của riêng bản thân mình. Tức là chúng ta sẽ chủ động nhìn lại, soi bản thân mình vào cái vấn đề đấy. Sau đấy thì mình sẽ đưa ra ở đây là những cái sự thay đổi trong suy nghĩ, những cái sự thay đổi trong cái hành động đối với cái vấn đề mà chúng ta vừa đề cập ở phía bên trên. Sau đó thì các bạn có thể tiến hành phản đề và mở rộng vấn đề, đúng không? Thế nhưng mà hiện tại thì vẫn còn một bộ phận, ở số ít thôi, những người mà họ không có gì ạ, họ chưa biết cách, đúng không ạ? Hay là họ chưa tôn trọng về cá tính của người khác. Họ luôn dùng những cái lời lẽ, đúng không ạ? Dùng những cái lời lẽ chưa được hay để bình phẩm về cá tính của người khác. Có thể là cái điều đấy là một cái điều không có liên quan gì đến họ cả. Và tất cả những cái điều đấy thì rất là đáng để chúng ta, gì ạ? Chúng ta cần phải lên án. Thì ý là các em có thể lật ngược vấn đề một chút hoặc là mở rộng vấn đề một cách toàn diện hơn, đúng không? Thế nhưng tôn trọng cá tính không có nghĩa là chúng ta gì ạ? Không có nghĩa là chúng ta đồng tình, đồng ý đối với những việc làm sai trái, đi ngược lại với quy chuẩn đạo đức của con người Việt Nam. Có rất là nhiều người cứ ỷ y vào cá tính của mình và nói rằng là đấy là cá tính của riêng tôi. Thế nhưng mà bây giờ cá tính của riêng anh mà anh đi ngược lại với pháp luật, anh đi ngược lại với những cái gì ạ, về cái quy chuẩn đạo đức của con người Việt Nam, thì đương nhiên là cái đấy anh sẽ cần phải thay đổi. Chứ chúng ta không thể nào dựa vào lúc nào cũng ỷ y rằng là đấy là cá tính của tôi mà tôi được phép như thế. Tức là chúng ta là những người tôn trọng cá tính của người khác, nhưng không có nghĩa là chúng ta đồng lõa và chúng ta ủng hộ và cổ vũ cho những điều xấu. Thì các em có thể mở rộng thêm vấn đề. Ok chưa ạ? Và cuối cùng chúng ta sẽ kết đoạn và đưa ra một cái thông điệp đối với mọi người. Được không nào? Thì cái thông điệp này rất là ngắn gọn thôi. Ví dụ, hãy dũng cảm sống. Dũng cảm khác biệt thể hiện cá tính của mình, bởi vì bạn là một, là riêng, là duy nhất. Ví dụ thế, được không ạ? Ví dụ là như vậy, rất là đơn giản, để chúng ta khẳng định rằng là hãy tự tin, đúng không? Hãy tự tin với cá tính của chính mình. Hoặc là chúng ta cũng có thể đưa ra một cái thông điệp, đó là việc để chúng ta thấu hiểu cho cái sự khác biệt của người khác là một điều rất khó khăn. Nhưng khi chúng ta làm được điều đó thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc và văn minh hơn rất nhiều. Ví dụ là như vậy. Thì các em sẽ chú ý nhá, được không? Ok chưa nào? Thì đấy sẽ là cái câu nghị luận xã hội nhá. Ở đây chị thấy là có rất là nhiều bạn đang bày tỏ những cái ý kiến và đang rất là lo lắng về bài thi của mình. Đối với cái câu nghị luận văn học này thì chị nghĩ là chắc là không có gì phải để chữa nhiều cả. Đúng không ạ? Chị nghĩ là chắc là không có gì phải để chữa nhiều đối với cái câu nghị luận văn học này cả. Chúng ta có 9 câu thơ đầu. Nội dung là gì? Nội dung là gì nhỉ? À, chị có dạy khóa 2K10 không? Có em ạ. Em nhắn tin về cho chị nhá. Được không nào? Em nhắn tin về cho chị nhá. Nói chung là 2K6 và 2K9 còn cảm thấy dễ dàng hơn so với các bạn năm tới này. 2K10 và 2K10 và 2K7 này. Sang năm tới các em ấy còn thi những cái tác phẩm ngoài sách giáo khoa cơ. Đấy, nên là các bạn sẽ phải chú ý giúp cho chị là như vậy. Nên là chúng ta sẽ phải chuẩn bị từ rất là sớm. Và chúng ta nên cần phải chủ động gì ạ? Chuẩn bị mọi thứ liên quan tới kỹ năng, phương pháp làm bài. Và phải thực sự hiểu về cái đặc trưng thể loại thì mới làm được. Ok chưa ạ? Được không nào? Viết về LGBT được không? Cái quan trọng là cái dẫn chứng đó thì được rồi. Nhưng cái cách em đưa vào trong bài viết của em là như thế nào thôi. Em ạ, ok không nào? Được không nào? Rồi, tiếp tục này.
Bây giờ chúng ta sẽ có câu số 2. Thì các bạn sẽ thấy được rằng là đây, 9 câu đầu này là đi trả lời cho câu hỏi nhá. Nếu như để nói về nội dung chung, đúng chưa? Thì cái nội dung chung chúng ta có ở đây sẽ là gì? Sẽ là những cảm nhận mới mẻ về đất nước. Sẽ là những cảm nhận mới mẻ về đất nước. Được không ạ? Đây là nội dung chung nha. Còn nếu như để chia nội dung nhỏ hơn, chia ra, thì các bạn sẽ thấy 9 câu thơ đầu này sẽ là thể hiện cho nội dung gì nhỉ? Đúng rồi ạ. Đó là quá trình hình thành đất nước. Hay nói cách khác là đi trả lời cho câu hỏi đất nước có từ bao giờ. Ok chưa nào? Sau đó 9 câu tiếp theo sẽ là định nghĩa về đất nước. Được không ạ? Và định nghĩa về đất nước ở đây là được lý giải trên hai bình diện em nhá. Đó là bình diện gì? Đó là bình diện, à không, chỉ được giải thích trên một bình diện thôi. Đó là bình diện địa lý. Thế thôi. Các em xác định được cái yêu, các bạn xác định được cái câu chủ đề rồi, các bạn xác định được cái nội dung chính rồi, thì các bạn cứ triển khai như vậy thôi. Đúng không ạ? 9 câu thơ đầu, đúng không? Trong đầu tiên là chúng ta sẽ nói rằng là ở đây trong cả một cái đoạn này, cái ý đầu tiên đó là gì đây ạ? Danh từ chung đất nước. Vốn dĩ đây là một cái danh từ chung, vậy mà lại được viết hoa và trải dài ở trong cả đoạn thơ này. Đất nước, đất nước, đất nước, đất nước, đất nước, điệp đi điệp lại rất là nhiều lần, đúng không? Thì mình sẽ lý giải về cái đấy là ý đầu tiên này, đúng không ạ? Thì đất nước ở đây là một danh từ chung, nhưng mà ở trong trích đoạn này thì lại được viết hoa và được điệp đi điệp lại rất nhiều lần. Giống như cái việc là để cho cái danh từ đất nước vang vọng trong cả cái trích đoạn này, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là lý giải về điều này thì Nguyễn Khoa Điềm bộc bạch rằng là đối với ông thì đất nước không phải là một sinh thể, một thực thể vô tri. Đất nước là một sinh thể có linh hồn, có tâm hồn. Đất nước là một nhân vật. Và ông cũng muốn bày tỏ một cái tình cảm trân trọng của mình đối với đất nước. Vậy nên ông đã lựa chọn viết hoa từ đất nước này. Vốn dĩ là không phải viết hoa, đúng không? Sau đấy bắt đầu mình sẽ đi vào bắt đầu lại. Ở câu thơ đầu tiên, khi ta lớn lên, phân tích ta ở đây là ai? Là anh, là em, là chúng ta, đúng không? Thế hệ hiện tại, lớn lên là gì? Là nói về cái sự trưởng thành của chúng ta. Vậy thì rõ ràng ở câu đầu tiên, như bình thường chúng ta biết là cái sự trưởng thành của đất nước thì sẽ tồn tại độc lập với sự trưởng thành của con người. Nhưng mà ở đây thì sự trưởng thành của đất nước lại tồn tại gì? À, gắn với cái sự trưởng thành của con người, đúng không? Rồi phân tích cụm từ đã có rồi. Đấy, bố cục sẽ là 1, 7, 1. Hôm qua chị chia cho rồi mà, đúng chưa? Hôm qua chị chia cho rồi đấy. Bạn nào mà xem cái phần mà học vào buổi tối ngày hôm qua là các bạn đã thấy chị chia rồi đấy. Ok chưa ạ? Chú ý nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có 7 câu tiếp theo này. Ở 7 câu tiếp theo này sẽ là xuất hiện các cái gì? Hình ảnh ngày xưa, ngày xưa, miếng trầu chồng che mà đánh giặc, tóc mẹ bới sau đầu, cha mẹ thương nhau gừng cay muối mặn, cái kèo cái cột hạt gạo say dã dần xả. Đúng không ạ? Đi lý giải về cội nguồn của đất nước nhá. Đi lý giải về cội nguồn của đất nước. Thế nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Được không nào? Chúng ta đi lý giải về cội nguồn của đất nước. Thì ở đây các bạn có thể thấy được rằng là ở đây cái việc lý giải về cội nguồn của đất nước ấy thì được lý giải qua những cái hình ảnh rất là giản đơn, rất là nhỏ bé, nhưng mà lại gắn với cả một cái quá trình gì ạ? Có trong này, đúng không? Bắt đầu này, lớn lên này, gắn với một cái quá trình hình thành của đất nước, để rồi đưa đến một cái kết luận là đất nước có từ ngày đó. Thì các em có thể tham khảo cái đáp án mẫu này. Nếu như bạn nào cần thì các em có thể chủ động nhắn tin về để chúng ta xem đáp án tham khảo. Còn như chị nói thì về cơ bản là đây chỉ là một cái định hướng nho nhỏ cho các bạn sau khi các em đã hoàn thành cái bài thi đầu tiên này thôi.
Ok chưa nào? Các bạn có thể lựa chọn là các bạn xem trước, hoặc nếu không, không có thời gian thì các em có thể chủ động là các bạn sẽ xem vào buổi tối hoặc là khi kỳ thi này kết thúc cũng được. Nhưng mà với một cái tinh thần và nhiệm vụ là sẽ cố gắng đưa ra những cái định hướng sớm nhất cho chúng mình. Thế nên cũng hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp nhận cái phần phát trực tiếp này với cái việc đó là chúng ta sẽ gọi là gì ạ? Hoan hỉ để biết được rằng là mình đã đúng được những ý nào hay mình còn đang chưa ok ở những ý nào. Thì đấy sẽ là một cái chia sẻ nho nhỏ đối với các bạn nhá. Còn lại ở đây sẽ là định nghĩa về đất nước trên một cái bình diện, đó là bình diện địa lý. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là bình diện địa lý ở đây sẽ được nhìn trên các thứ nhất, đó là các không gian. Thì như chúng ta biết là nếu như các em làm đến đoạn này, các em phải làm rõ được một điều là cái cách lý giải về định nghĩa đất nước của Nguyễn Khoa Điềm là rất mới mẻ. Mới mẻ ở chỗ là đất nước vốn là một cái khái niệm trừu tượng. Thế nhưng khi đi trả lời cho câu hỏi đất nước là gì thì Nguyễn Khoa Điềm đã tách đất nước thành hai thành tố, đó là đất là, nước là, sau đấy gộp lại để đi lý giải về khái niệm đất nước, đúng không ạ? Thì theo cái quan niệm mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm, đất nước không phải hình hài của đất nước trên phương diện địa lý đấy, thì hình hài của đất nước không phải do tạo hóa tạo thành, mà hình hài của đất nước là do sự hóa thân của con người. Được không ạ? Sự hóa thân thầm lặng của con người. Ở đây chúng ta có các không gian này. Bốn câu đầu: đất nước là không gian riêng tư của anh và em, để tạo nên một đất nước nồng thắm ân tình. Tiếp theo hai câu tiếp: đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc, nước là nơi con cá ngư ông móng nước biển khơi. Đây là không gian gì nhở? Đây là không gian kỳ vĩ của rừng vàng biển bạc. Vậy là không gian đã được mở rộng ra. Tiếp theo là không gian của dân mình đoàn tụ, là không gian sinh hoạt của cả cộng đồng. Và trên cái định nghĩa về đất nước trên bình diện địa lý thì không gian đất nước của chúng ta là không gian mênh mông. Được không ạ? Các bạn có thể tham khảo kỹ hơn ở trong đáp án này nhé. Và cuối cùng cái yêu cầu nâng cao đó là nhận xét về sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng. Thì các em cũng biết được rằng là đây là một trong những cái ý mà chúng ta nói về gì? Chúng ta nói về một cái đặc điểm rất là riêng trong phong cách thơ của Nguyễn Khoa Điềm. Phong cách thơ của Nguyễn Khoa Điềm là phong cách thơ trữ tình chính luận. Các bạn nhớ nhá, hôm qua chị có phân biệt cho các bạn về trữ tình chính luận và trữ tình chính trị rồi, đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy về khái niệm trữ tình chính luận, đó là đưa ra những quan niệm, những tư tưởng chính trị xã hội bằng bút pháp trữ tình để bày tỏ tình cảm tâm tư của mình nhằm thuyết phục độc giả về tư tưởng đưa ra và vừa có sức lan tỏa truyền cảm, đúng không? Và nhân văn về cảm xúc và ý nghĩa của cái hình tượng được nêu ở trong cái tác phẩm đó. Thì ở đây các bạn có thể thấy rằng là đối với cái đề bài này thì ở trong cái trích đoạn này Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện được những cái suy tư chiêm nghiệm của mình. Đó là những cảm nhận mới mẻ của ông về đất nước, đúng không? Và bên cạnh đấy thì sẽ là gì? Tất cả những cái suy tư, chiêm nghiệm ấy đều được thể hiện qua một cái giọng thơ trữ tình, đúng không ạ? Bằng bút pháp trữ tình. Đó, và đó là gì ạ? Đó là thể thơ tự do, chất liệu văn học dân gian, giọng thơ trữ tình ngọt ngào. Vậy thì cái thường nha, cái định hướng ở câu này, cái thứ nhất, đó là các em sẽ đi đến một cái khẳng định. Khẳng định là gì? Là thơ của Nguyễn Khoa Điềm có sự kết hợp giữa cảm xúc và suy tư. Các em có thể đi từ cái hướng mà chị gợi ý cho các bạn ấy. Trong quá trình sáng tác thì điều còn lại đối với mỗi người nghệ sĩ có lẽ chính là giọng nói của riêng mình. Và đối với Nguyễn Khoa Điềm, một trong những điều đã làm nên sự đặc biệt của giọng thơ ông đó chính là sự đan cài giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng. Đấy, các em khẳng định được như thế. Xong bắt đầu các em soi chiếu lên cái đoạn trích phía trên. Các em làm rõ cảm xúc suy tư sâu lắng được thể hiện ở đâu? Cảm xúc nồng nàn được thể hiện ở đâu? Đó, và cuối cùng chúng ta khẳng định, chúng ta có thể mở rộng với việc đó chính là gì? À, chúng ta có thể khẳng định về cái tài năng hoặc là đưa ra một cái nhận định nào đó về giọng thơ riêng biệt đó của Nguyễn Khoa Điềm là xong. Tức là bản chất sẽ là ba ý, giống như cái việc mà chị đã đưa ra cho các bạn rồi.
Ok chưa ạ? Giống như cái cách chị đã hướng dẫn các bạn làm yêu cầu nâng cao thì cái câu này nó khá là đơn giản. Chúng ta chỉ cần tư duy như vậy thôi. Ok chưa ạ? Được không nào? Thì đấy sẽ là những cái nội dung mà chúng mình sẽ được chia sẻ ở đây nhá. Còn lại thì đương nhiên là... À được không ạ? Còn lại thì đương nhiên là chị nghĩ là bản thân các bạn vẫn sẽ có thể chủ động. Bản thân các em vẫn có thể chủ động để chúng ta nhớ về những cái thông tin khác để đưa. Ví dụ như là thông tin về tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm năm 1971 từ chiến trường Trị Thiên Khói Lửa. Mục đích viết cái tác phẩm này đó là gì? Viết Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng để làm gì? Thức tỉnh và lay động. Thì chị nghĩ là những cái đấy các bạn đều đã nắm được rồi. Ok chưa ạ? Thì đây là một số những cái gợi ý về đề bài này nhá. Trên cái tinh thần là không phải là quá nặng nề cùng với các em, rằng là phát trực tiếp như thế này để tạo áp lực cho các bạn. Chị mong là các em sẽ không nghĩ như thế. Trên một cái tinh thần như chị nói là làm sao để trở thành một cái người đồng hành. Bởi vì là sau khi mà có đề thì đã có rất là nhiều bạn nhắn tin cho chị và nói rằng là chị có thể gợi ý một chút về cái đề vừa rồi hay không. Thế nên là cũng dựa trên cái nhu cầu và mong muốn của các bạn, là các em cũng muốn có một vài cái ý để gạch cho cái đề mà các bạn vừa làm, nên chị cùng với đội ngũ của mình chủ động phát trực tiếp cùng với các em. Chị biết là cũng sẽ có những bạn sẽ cảm thấy không thoải mái về việc là em vừa thi xong chị đã phát làm cái gì, đúng không ạ? Em có cần đâu. Thì chị cũng rất mong là các bạn sẽ thông cảm, bởi vì trên cái một cái mục đích và mục tiêu đó là đồng hành. Mà đã là đồng hành thì phải liên tục cập nhật. Nên là nếu như mà các bạn cảm thấy mệt thì các em cứ chủ động nghỉ ngơi. Chị cũng không yêu cầu là các em phải xem hay là các em phải tham khảo ngay lúc này. Có thể là ngày mai cũng được, ngày kia cũng được, sau khi thi xong toàn bộ cũng được, không sao hết. Nhưng mà chị mong là các bạn cũng sẽ đón nhận một cái sự đồng hành của học văn chị Hiên trên một cái tinh thần rằng là rất là hoan hỉ. Bởi vì ở đây là cũng dựa trên những nhu cầu là có chứ không phải là không có. Nên là nếu như có vô tình mà chạm đến, gọi là ảnh hưởng đến tinh thần của bạn nào thì chị rất là xin lỗi. Bởi vì là chị đã khiến cho các em xáo động. Nhưng chị cũng mong là các bạn cũng sẽ có thể gọi là tiếp nhận cái điều này bằng một cái thái độ hoan hỉ hơn, trên một cái tinh thần là đó, chúng ta cũng đã biết được là cái gợi ý về đề bài này là như thế nào rồi, để chúng ta có thể có thời gian thì sẽ soi lại vào trong phần bài viết của mình để xem là mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm ở trong cái phần bài viết này. Còn đương nhiên như chị đã nói, những gì các em đã làm được trong buổi sáng ngày hôm nay là rất tuyệt vời rồi. Các em có quyền tự hào về những gì các em làm được. Các em có quyền tự hào, được không ạ? Các bạn có quyền tự hào về những gì các em đã thể hiện được ở trong bài viết ngày hôm nay. Và chị cho rằng đấy mới là điều quan trọng nhất. Còn đương nhiên là bây giờ chúng ta cũng sẽ cần phải chuẩn bị tốt nhất cho những môn thi còn lại. Và chị cũng xin được gửi một lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các bạn. Buổi chiều ngày hôm nay và cả ngày mai nữa thì các bạn cũng sẽ có thể suôn sẻ hoàn thành những cái bài thi tiếp theo nhá. Ok không nào? Chúng mình ơi, chúng mình có nắm được những nội dung này không ạ? Dù thế nào thì cũng đã là qua rồi. Dù thế nào thì chúng ta cũng đã thi xong môn văn rồi. Thi xong cái môn tự luận, đúng không ạ? Thi xong cái môn tự luận rồi. Nên là cái quan trọng nhất là các bạn đã thi xong. Đấy, quan trọng nhất là các bạn đã thi xong rồi. Tất cả đều đã thuộc về quá khứ rồi. Và 12 năm, đối với những cái 12 năm trong quá trình học ngôn ngữ văn đã khép lại bằng một bài viết cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp rồi, đúng không nào? Thế nên là cố gắng là hôm nay sẽ thi tốt nhá, chiều nay sẽ thi tốt và ngày mai sẽ thi tốt nhá. Cũng rất là hy vọng trong những năm tới sẽ có thể tiếp tục đồng hành với các em 2K7, 2K10, đúng không? 2K8, 2K9, 2K10, 2K11. Vậy nên là chị mong rằng là các bạn 2K7, 2K8, 2K9, 2K10 cũng sẽ có thể chủ động học sớm hơn. Câu 1 đọc hiểu đây rồi mà, chị chữa từ bấy đến giờ rồi giờ mới vào. Xong lại hỏi câu 1, câu 2 đọc hiểu này. Ok không ạ? Các em có thể tham khảo bằng việc là các bạn nhắn tin về nhá. Các bạn có thể chủ động là nhắn tin về để xem nha. Ok chưa ạ? Các bạn có thể chủ động nhắn tin về để xem. Ôi em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Em cảm ơn chị Vân. Rất thích nghe văn của chị Hiên à. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Nói chung là trên một tinh thần lúc nào cũng rất là sẵn sàng để đồng hành cùng với các bạn.
đồng hành cùng với các bạn, bởi vì biết được rằng là chúng ta đều biết được rằng là cái quá trình học môn văn nó không phải chỉ là một cái quá trình để chúng ta hiểu về các tác phẩm, mà thực sự khi chúng ta hiểu về môn học này, chúng ta sẽ thấy rằng văn học là nhân học. Môn học này sẽ giúp thay đổi con người. Và cái thay đổi ở đây không phải chỉ là thay đổi ngày một, ngày hai, mà nó là sự thay đổi từ chính bên trong, thay đổi từ chính tâm hồn, từ tinh thần của các bạn. Và điều đấy là một cái điều vô cùng quan trọng ạ. Nên là rất hy vọng là trong thời gian tới vẫn có thể có cơ hội để tiếp tục đồng hành cùng với các khóa tiếp theo. Chị đang tuyển sinh cho 2K7 rồi đấy em ạ. Thế nên là nếu như mà em muốn tham khảo thì em có thể chủ động nhắn tin về để xem là có phù hợp với em không nha. Năm nay thì các bạn 2K7 và 2K10 đang rất là lo lắng, bởi vì là đây là năm đầu tiên sẽ thi theo chương trình phổ thông 2018. Có rất là nhiều thay đổi trong đề thi, nên là bản thân các bạn đang cảm thấy rất là khó khăn. Nhưng mà không sao hết, điều quan trọng nhất là chúng ta sẵn sàng lăn xả vào thử thách. Điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn đang ở đây cùng với nhau để đồng hành bước qua từng cái nấc thang khó khăn đó. Được không nào? Nên là chúc mừng một lần nữa, chúc mừng 2K6 nha. Vì các em đã hoàn thành bài thi đầu tiên. Rất là chúc mừng các em. Và hãy tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa ở trong chiều nay và ngày mai nhá. Được không ạ? Chúc cho các bạn sẽ đạt được kết quả thật là tốt ở trong bài thi tiếp theo của chúng mình nha. Còn bây giờ thì nghỉ trưa thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo. Không biết là đây liệu có phải là phần phát trực tiếp cuối cùng đối với 2K6 không? Có lẽ là như thế rồi. Bạn nào mà muốn xin đáp án thì chúng mình có thể chủ động nhắn về nha. Ok không ạ? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúng mình nhé. Cảm ơn các em rất nhiều ạ. Tạm biệt các em. Cảm ơn các bạn.